mong chị cơ. Bi biểu chứ, bong rồi phân chỗ, chứ rồi mới phân này. À, quán ngô. Chân này rồi mong chị à. Mù à, bi biểu chứ. Lão sư phụ, không cần sợ ông ta. Phủ lại là xong rồi. Chuyện gì vậy? Em bị chảy máu. Em đau quá. Đau à? Bây giờ thì chúng mình đi thôi. Vâng, đi thôi. Diêu. Kỹ thuật lại trễ nữa rồi. Sao bà không gọi con vậy? Ta gọi được sao? Con ngủ trễ quá làm sao mà dậy sớm nổi. Đừng đi chơi khuya quá. Những thằng con trai không đàng hoàng, ba không cần phải lo cho con. Con đã lớn rồi bà. Cô ta lại đến đây ăn sáng. Sao mở cửa đi. Chào buổi sáng. Bữa sáng đã ăn sẵn sàng rồi. Cứ tự nhiên đi. Ngon quá. Mình thấy đồ đây được rồi. Tôi nghe tin là Chelsea siêu mẫu Đài Loan sẽ đóng quảng cáo gì thêm mà. Thật không? Ông Kim đang nhắm cô ấy. Ông ấy đã trả 3 triệu đô cho bộ quảng cáo này. Gần đây cô ấy rất nổi tiếng, nhờ vậy cũng kiếm được nhiều tiền. Mình nghĩ cô ấy không hấp dẫn như vậy đâu. Cô ta vừa lẳng lơ vừa ổng ẹo. Cô ta chỉ là có cặp ngực to thôi. Cậu nên học hỏi cô ta đi. Giờ bộ ngực kiếm tiền. Tớ sẽ làm tốt công việc của mình. Nếu không thành sao được thì đành chịu thôi. Sao cậu phải hạ tiền đến vậy? Để dành cho tối nay, để cho cả ngày mai luôn đi. Chắc chắn là vậy rồi. Tớ chuẩn bị ra ngoài. Đi thôi. Được. Chú lên tầng nào vậy? Bấm thang máy giúp tôi với. Cậu nói dài gì? Sao cậu bấm tầng 3? Có người đang xuống. Không có ai khác ở đây đâu. Tránh ra. Đừng là mình sợ chứ. Tạm biệt. Cậu vừa thấy gì? Có một cụ già đang đứng kế bên cậu. Có thật không? Vâng. Tớ có thể nhìn thấy ma. Cậu biết mà. Cậu thật là... Cậu không sợ ma hả? Tớ sợ chết lắm. Ma có gì đáng sợ đâu. Ma cũng như con người, chỉ cần tôn trọng họ, họ sẽ không làm lại. Nhiều khi tớ thấy người còn đáng sợ hơn ma. Cậu sẽ không vào nhà vệ sinh cho đến khi cần sao? Chuyện thường mà, cậu làm tớ sợ giải cả quần luôn lúc trong thang máy. Tớ không mất tiền mà. Messi à, cậu thấy không? Người đó không phải ma đâu. Người đó làm tớ sợ quá. Đó là đàn ông hay đàn bà vậy? Thôi đi. Tớ nói rồi, không nên phòng vào phòng cuối cùng và vệ sinh công cộng, vì ma rất thích chỗ đó. Họ không sợ hôi sao? Thế nào rồi? Còn có thể tự nói Chelsea vẫn chưa xuất hiện. Cô ta cho rằng cô ta là siêu sao. Ngoài bộ ngực to đùng, mình chẳng thấy cô ta nổi bật ở chỗ nào.
Kim Chi đâu rồi? Đang nói chuyện với ông chủ ngoài kia. Khi nào Chelsea tới vậy? Em vừa mới gọi quấy, quấy sắp đến rồi. Em nói vậy cách đây một tiếng rồi. Cô ta tưởng cô ta là ai sao? Cô ta chỉ là một người mẫu thôi. Cô ta gần đây mới cặp kè với ca sĩ nổi tiếng, giờ cô ta nổi rồi. Em xin lỗi, cô ấy đang đến, làm ơn chờ chút nữa đi. Anh nói lần cuối, nếu 10 phút nữa cô ta chưa tới, anh sẽ đuổi việc cô ta. Có được không? Cô thấy Jesse đâu không? Tất cả các người, không ra gì cả. Cô ta bánh quá. Tôi đang gọi cho cô suốt 2 tiếng. Cô ở đâu vậy? Không phải tôi đã đến rồi sao? Làm việc thôi. Không đời nào. Tôi vẫn chưa ăn gì. Ông chủ đang ở đây. Jesse à, tôi đã mua cánh gà Thụy Sĩ. Tranh thủ thời gian ăn đi rồi làm. Không gì anh, em sẽ làm việc ngay. Mặc dù em đang đói. Anh không muốn em đói. Trước khi cô ấy đến thì anh ta cứ như cọp, giờ thì như thành mèo con rồi. Được rồi, họ đều lẳng lơ. Rất xứng đôi. 8 đủ rồi đấy. 2 đồ đi, nhanh lên. Bắt đầu. Cười lên. Tốt. Excellent. Yeah. Chin pose. Good. Hào đi. Hào đi. Yeah. Gợi cảm hơn nữa. Hào đi. Tiếp tục. Chú cơ bảo. Xong rồi. Không được đâu. Cắt đi. Không được. Chẳng có cảm xúc gì cả. Tôi nghĩ gì? Roman à, chuyện gì không ổn vậy? Ở đây tôi không thể nào chụp đẹp được. Tôi muốn chụp được một tâm trạng sa sút khi cần kề cái chết. Tôi không thể nào làm được ở đây. Vậy anh muốn sao? Tôi muốn chụp trong một nơi thật là đáng sợ. Tôi muốn đáng sợ hơn. Ông Kin à, ông không có căn biệt thự trên đảo Rồng Đông Phương sao? Chúng ta có thể chụp ở nơi đó được không? Nhưng mà tôi không thích những nơi hẻo lánh. Tôi sẽ trả gấp 3. Em nghĩ anh sẽ ở lại với em chứ? Khi em làm việc thì anh đương nhiên sẽ ở bên em rồi. Hãy thông báo với các cô ấy về chuyện này. Nhưng các cô nghe không? Chuẩn bị hành lý đi. Chúng ta sẽ chụp ảnh trên đảo Rồng Đông Phương. Anh tốt hơn là nên giữ lời. Không thì tôi sẽ xử anh. Chắc là đi chụp ảnh xa nữa sao? Dạ. Lần này đi đâu? Rảo Rồng Phương Đông. Bà ơi, có chuyện gì vậy? Đừng có đến đó. Đừng có đi. Ta có dự cảm là con sẽ gặp nguy hiểm. Con sẽ gặp nguy hiểm nếu con đến đó. Con ký hợp đồng với Kim Chi rồi, con phải đi thôi. Cẩn thận con à. Giúp đỡ mọi người, ngay cả ma. Ông đã để lại cho anh căn biệt thự đó. Thỉnh thoảng anh đến đó trong kỳ nghỉ. Ông để lại cho anh bao nhiêu tiền? Không biết nữa. Khoảng 20 tỷ đô. Cho đến hôm qua, quên. Đất Phương Đông chỉ có khoảng 100 cư dân. Ở đây có 3 nhân viên cảnh sát. Công việc của chúng tôi là tìm chó mèo đi lạc. Tại sao cảnh bộ phải chuyển một madam đến đây chứ? Hiện đại quá mà. Tôi nghĩ madam sẽ kỷ luật sắc chúng ta. Giờ chúng ta phải làm sao? Khờ quá. Tôi đã từng làm ở quanh trai phá một vụ án lớn. Khi 200 tên lương manh chuẩn bị xông lên, tôi nổ súng cảnh cáo chúng nó sợ và bỏ chạy hết.
Không phải mơ đó chứ, tôi thấy rất nhiều gái đẹp. Ảo giác rồi. Cái đảo này có thể làm người ta thấy mọi thứ. Đừng có dọa tớ. Cậu thấy bà không? Khi lên bờ, nhớ theo sau tớ, đừng lãng giảng ở chỗ khác. Tớ sẽ biết rồi, sát cậu mà. Xuống đi. Nhanh lên, đi thôi. Chuyện gì vậy? Cô ghen sao? Tại sao phải ghen chứ? Thiếu gì người theo tôi? Nào là người bán thịt, tài xế xe buýt, người nghèo, tôi là người nghèo thôi. Anh có muốn tôi đánh anh không? Cô nên cho tôi ăn nhiều đi nếu cô muốn đánh tôi. Anh gì ơi? Anh đang muốn tán tỉnh tôi sao? Cô hỏi gì thế? Ngay khi anh thấy chúng tôi, anh đã ra dáng lịch sự và tao nhã. Tim tôi đang đập mạnh. Thưa cô, tôi thật sự không thể làm khác được. Tôi là cảnh sát, cho dù có đứng thế nào thì tôi vẫn vậy thôi. Anh đã giết em rồi, tim em không thể nào chịu đựng hơn nữa. Em xỉu đi. Quấy ngất rồi. Tôi sẽ làm hô hấp nhân tạo. Các anh làm gì đó? Các anh làm quấy xỉu hả? Không. Hô hấp nhân tạo giúp cô ta đi. $500. Đây nè, cảm ơn. Nè, các cô lại lừa tôi sao? Nếu anh không định lợi dụng tôi, làm sao tôi phá anh được chứ? Tôi muốn lợi dụng cô sao? Bạn à, cô có nghĩ là lợi dụng không? Chân. Anh, chị là ai vậy? Tôi là Chui. Tôi là Sa. Sao biết vậy? Tôi đã có hồ sơ của anh. Cô Madame, của chúng ta hỏi gì vậy? Chui. Tôi là Sa Chui, thanh tra mới nhậm chức trên đảo Rồng Phương Đông này. Chú ý Madame. Kỹ thật. Cái gì? Điện báo đọc sao đi? Còn phải là cậu đúng rồi. Để tôi nghe sự thật. Nếu không, tôi không tha cho cậu đâu. Không, tôi không làm. Tôi muốn biết sự thật. Để tôi nghe đi những gì cậu làm. Tôi không có làm gì mà. Tôi không có rút con mã gì. Tôi đang con mã của cậu rồi. Sao vậy? Cậu vẫn còn con mã nữa chứ. Cậu để nó lại trong lúc tôi không để ý, phải không? Không, tôi không có đâu. Thật sự không có. Bác nhớ sai rồi. Bác ăn con tượng, không phải con mã. Không, đời nào tôi nhớ rõ rồi. Tôi thật sự không có làm vậy. Chú Phi à? Madame đi nè. Cô ấy là Madame Chui. Chú Phi. Ông ấy không phải là chú Phi. Vậy chú là ai? Trường sĩ 6969. Cô cũng có thể gọi tôi là chú Phi. Còn ông ta? Người này, ông ấy là chú Phin, tù nhân. Tù nhân sao? Không phải tù nhân thì phải nhốt trong tù hả? Sao chú lại ngồi đây? Madame à, ông ấy là bạn tôi. Tội nghiệp ông ấy. Ông ta sống một mình và không có tiền. Ông ta không muốn vào viện dưỡng lão. Khi hết tiền mua thức ăn thì ông ta lại tiểu trước cửa sở cảnh sát này. Đơn người đến bắt. Tôi tự nói là tôi có thể đãi ông ta ăn, nhưng ông ta lại từ chối. Bác không thấy phiền sao? Tôi là tù nhân có nguyên tắc. Tôi không thích cụ bố thí đâu. Madame à, cô may lắm đấy. Tôi vừa mua cá. Cô ăn nhé. Sở cảnh sát kiểu gì đi? Các người làm cái kiểu gì vậy? Nhìn chú đi, giống như là một lão già. Tôi ra lệnh chú phải mặc đồng phục. Còn các anh nữa? Mặc kệ đi. Các anh phải làm gì? Mỗi người phải giải quyết 3 vụ. Madame, đó không phải là việc của tôi. Cho tôi về lại chỗ của mình. Madame, đó không phải là Broadway đâu. Không có trộm cướp trên đảo này. Không ai xả rác trên đường. Trong 10 ngày qua, chỉ có chú Pia này tiểu trước cửa sở cảnh sát 3 lần thôi. Đừng có gạt tôi. Làm sao mà cái đảo này có chuyện vậy chứ? Đúng vậy mà Madame. Tôi vừa nhận được một vụ trong vài tháng gần đây. Từ chú Bên đi. Chú Bên à, có đúng không hả? Chú Bên, chú nhìn chằm chằm cái gì vậy? Các cậu không thấy sao? Cậu thấy gì? Đừng dọa cháu chứ. Có ai đó đằng sau các cậu? Các người nghĩ tôi ngu sao? Gạt tôi lần nữa hả?
Cô không nghe âm thanh gì sao? Madame à, tôi sợ lắm. Nó gần lắm, rất gần. Chuyện gì vậy? Từ phía kia kìa. Cô đi kiểm tra đi. Okay. Madame, tốt nhất là cô nên kiểm tra đi. Anh sợ hả? Tôi sợ lắm. Cô không sợ sao? Tôi là cảnh sát mà, tôi bảo vệ luật pháp. Không gì có thể làm tôi sợ. Vậy cô đi kiểm tra xem. Mẹ có gì? Sao bà lại khóc ở đây? Tôi nghe các cậu nói chuyện khi tôi vừa đến, nên tôi trốn ở đây. Khi tôi nghĩ đến con gái riêng của tôi không thể nào tin được. Chuyện gì xảy ra vậy? Riêng đã hai ngày nay chưa về nhà, nó cũng không bắt điện thoại nữa. Tôi lo có chuyện gì không hay với nó. Tôi sợ lắm. Có thể cô ấy đi Hồng Kông. Lúc đầu tôi nghĩ vậy, nhưng mà tôi không thể nào liên lạc được điện thoại với nó suốt hai ngày nay rồi. Có gì đó xảy ra rồi. Tối nay chúng ta sẽ kết thúc trò chơi. Cuối cùng tới nơi rồi. Thật là vui. Cẩn thận, thiếu gia. Cứ tự nhiên nha. Nóng quá. Tại sao đây nóng quá vậy? Không có máy lạnh. Đem hành lý của tôi lên lầu đi. Làm sao tôi có thể làm tất cả được chứ? Biết tôi đâu? Không thấy nó đâu cả. Mấy ngày nay rồi. Đuổi hắn đi. Không sao, chúng tôi không cần phục vụ. Tôi thích làm thịt nướng tối nay hay lắm. Tôi biết một chuyện rất đáng sợ. Họ đi thôi đi, ghê quá. Dẫn họ đến phòng khách đi. Anh đã dành một phòng bên phải cho em, để xem em có thích không. Thằng khốn, nó đi đâu vậy? Victor, mẹ ở đâu? Kế bên ông nè. Ông chủ, ông kiếm tôi sao? Cuối cùng ông đã về. Mẹ đâu vậy? Tôi bị bệnh, tôi cần nghỉ ngơi. Bị ung thư sao? Nếu vậy thì mẹ không cần làm gì cho tao nữa. Tôi xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Khi mẹ mày qua đời, tao đã cho mày tiền nó đám tang, đúng không? Đang làm gì vậy? Xin lỗi ông chủ, tôi không có ý đó. Sao mày lại nhảy nhót lạ đời vậy? Tôi khác người hả? Đúng hôm nay mày lạ quá. Thôi quên đi. Tao có khách, mày nên phục vụ cho chu đáo hơn. Dân. Các người sẽ tìm Diêu chứ? Sao tất cả còn ở đây? Mày đảm bảo phải đi trên tìm đảo mà. Chúng tôi bắt đầu tìm ở đây rồi. Bây giờ cậu tìm được gì không? Dạ. Cái gì vậy? Xúc xích này rất ngon, thật không? Nhìn đây này, cảnh sát có thể lấy hàng mà không lấy tiền sao? Mùi vị tuyệt vời. Cái gì? Một cái xúc xích 20 đồng hả? Lấy thêm nữa đi. Nè, cái ông kia.
Gần đây Siêu có gây gỗ với ai không? Không. Gần đây thì cô ấy thường cặp kè với ai hả? Cũng những người bình thường thôi. Tôi đã hỏi tất cả, ai cũng bảo là không thấy cô ta. Cô ấy đang quen với ai không? Tôi tìm thấy thế này. Nó thường nói điện thoại với một người, chắc là nó có bạn trai mới. Có thể cô ta bỏ nhà ra đi với bạn trai mới. Chứ Phi à, cái gì? Chúng ta có thể suy tri số điện thoại này được không? Đương nhiên rồi. Cậu lo việc này đi. Số điện thoại quấy là số mấy? 948 948. Cái gì vậy? Cái này là cái gì vậy? Nhìn kìa. Tên khốn nào giết gà của tôi vậy? Nó dùng để cúng mà. Dù gì thì gà cũng đã chết rồi, không còn máu nữa, vậy thì máu chúng nó đâu? Nó bị chó cắn, phải không? Không giống lắm, vết thương khá sạch. Ai đó? Đứng lại. Khoan đã. Phi, hai nhóc này chạy đâu rồi? Chúng không được đào tạo nhiều, nhưng mà chúng chạy nhanh lắm. Tốt nhất là mình nên ở đây chờ thôi. Hai gì đuổi theo. Mùi gì mà hôi quá. Đâu có miệng đi đâu chứ. Cái mùi này từ đâu ra vậy? Chứ bây giờ sao hả? Hắn chạy thoát rồi, không biết là ai nữa. Chú nói cho bà nghe, ở đây không phải là vụ mất tích thông thường đâu. Rồi bà nè, mở cửa đi. Tôi đến đây. Ông Kim không có bóng, nhưng mà ông ta không có hứng thú với cậu đâu. Chỗ này lớn quá. Tường chăm của tớ là quyến rũ tất cả đàn ông, bất kể tuổi tác. Phải chắc chắn là có thể kiểm soát được chứ. Dừng. Ra nhảy nào. Nhảy chân đi, tớ không thích nhảy. Các cậu nhảy đi. Nhảy nào. Ông chủ đã đến. Cậu nên đến chỗ kia. Tớ không hứng thú gì với ông ấy. Cậu không cần ông ta sao? Cậu yêu tiền của ông ta đúng không? Em dễ đẹp lắm. Cậu nên ở gần ông ta đi. Nếu không thì kẻ khác sẽ cướp mất đi. Nhảy chung đi. Rồi bà, tiếp tục. Cái gì đây? Mọi người đang khiêu vũ. Cậu đói không? Kim không hay biết gì ngay cả khi tới nhảy chung với họ. Mấy cô gái đang mở tiệc ở đây. Chúng ta có thể hỏi họ xem có thấy Diêu không. Cậu muốn đến bữa tiệc đó sao? Quên chuyện đó đi. Ông Kim là có ảnh hưởng lớn trên đảo này. Sao lại gây sự với ông ta? Đúng, không nên đụng chạm tới những tên giàu có. Tôi chỉ đề nghị thôi. Lạ thật, năm nay gió mùa đến sớm quá. Ghê quá, là mùi gì vậy? Mùi thối sữa, ghê tởm quá. Xin lỗi nha, tôi thấy mệt. Vậy làm đi, hai người đi tuần tiếp đi. Tôi đi tìm chỗ giải quyết đã. Nóng quá. Cô ta thật táo bạo. Diêu, cô coi đó không? Nếu có thì bước ra đi.
họ thì quay quần với gái đẹp, tôi thì phải chờ chú Phi. Tốt hơn là nên gọi điện thoại. Cậu bỏ cuộc sớm thế. Chuyện gì vậy? Bỏ đi với hai bàn tay trắng sao? Tớ không có dòng một hấp dẫn như cô ta. Cuộc chiến sẽ nổ ra ngay thôi. Quỷ cái, sao mày dám cướp người đàn ông của tao ngay trước mũi tao à? Quán trâm không giống cậu sao? Đó là ông cố, người bên cạnh là bà cố của tôi. Bà cố của anh trâm giống tôi quá. Cô trẻ hơn nhiều, dáng cũng đẹp hơn. Anh sẽ chuẩn bị cho em một loại sen banh đặc biệt. Tôi không nhìn đâu, anh vừa bỏ thuốc vào đó. Hỉ thật, tôi làm rớt viên thuốc rồi. Cái này làm sao vậy? Chuyện này cũng thường thôi, vì điều ở vùng quê này không nhiều. Cạn ly đi, cạn ly. Này, là thức uống nào đó? Không có dấu vết gì của nước cả. Làm sao tôi có thể được? Để rồi tôi giả vờ sai thôi. Em hơi sai. Em ổn rồi, chỉ mới một ly thôi mà. Em thường sai sau khi uống một ly. Tôi không cần dùng đến thuốc nếu biết cô dễ sai như vậy. Nếu anh đụng đến tôi giàu to rồi. Có ai không? Nóng quá. Để tôi gọi. Cô Siêu 948. Cái gì? Đã bao cậu đổ nhạc chuông rồi ba. Đúng rồi. Gì vậy? Tôi thấy ba cà rồng. Nó ở đâu? Chạy thôi.
tôi nên ăn nhiều trái cây hơn trong những ngày này. Nhanh nào, có cậu đi đâu vậy? Tôi thấy ma. Vì tôi quên nói xin làm phiền trước khi đại tiện. Tôi sợ đến nỗi không đại tiện được rồi. Tốt hơn nên trở về đồn thôi. Tôi bị chuột rút rồi. Tôi không đi nổi. Nó nữa kìa. Mà càng rộng thật đó. Tèn cá ăn quần rồi đi. Ma. Ma đang đóng cửa. Canh làm gì vậy? Ma đang có ma cà rồng. Ma cà rồng à? Giống như chúng ta thấy hay là quên vậy không không? Loại mút hút máu người đó. Anh nghĩ mình đang giỡn với ai vậy? Tôi còn quá nhiều phim ma cà rồng rồi, Madame à. Thật sự là ma cà rồng thật mà. Nó làm tôi hết hồn. Anh hơi nhiều quá, một chai có đủ không? Được rồi, nghỉ phép hai ngày đi. Tôi không cần nghỉ ngơi đâu thôi nào, không cần phải ép mình quá. Vụ này rất nghiêm trọng. Chúng ta cần báo với tổng bộ. Yêu cầu chi viện cho lực lượng đặc biệt. Tốt lắm. Đầu tiên là phải viết bản tường trình cho cảnh tiên. Các anh đều thấy vậy sao? Nhìn cảnh tiên có tin chuyện ma cà rồng không? Các anh nghĩ sao? Madame à, thật sự thì tôi không thấy rõ lắm. Dĩ nhiên là tôi thấy có gì đó bay ngang qua, nhưng không chắc nó là cái gì. Có thể là chỉ cái bóng của cái cây thôi. Chứ thì cứ nói đi. Còn anh? Tôi không thấy gì, tôi nghe nói là có ma cà rồng. Vậy không đủ bằng chứng, không có gì để tường trình cả. Madame, tôi không tin. Cô không tin sao? Tôi tin mà tôi biết là sao anh thấy ma cà rồng nữa rồi. Tại sao? Tất cả chỉ là ảo giác. Sau khi uống quá nhiều thuốc kho, anh có thể thấy cả khủng long nữa. Không có. Madame à, tôi xin lỗi. Là của tôi, xin lỗi. Madame, mặc dù tôi không thấy gì. Bây giờ mưa lớn quá, nhiều sấm sét và chớp nữa. Kinh khủng lắm. Tin bão mới nhất đây, cơn bão cấp 3 đang tăng tốc. Bão Kim Ba đang cách Hồng Kông 400 km về phía nam, di chuyển 35 hải lý một giờ, phía tây bắc về phía bắc. Bão đang đến. Chú ý. Chú Phi, chú làm đội trưởng. Dẫn họ đi cảnh báo dân làng, nhưng lưu ý cần thiết. Dân Ba Đăng, tôi sẽ kiểm tra ký túc xá. Làm việc đi, dân Ba Đăng. Chứ bây giờ giữa ma cà rồng này không phải là trò đùa đâu. Tôi tốt hơn là nên hàng kính cửa sổ lại. Chú không nghĩ là ma cà rồng có thật sao? Thằng nhóc, vài tháng nữa là chú về hưu rồi. Chú không muốn dính vào chuyện này cả. Chú có nên viết một báo cáo cho con cảnh ti để quỷ thành tích của chú sao? Ok. Chú mày uống thuốc ho nhiều quá phải không? Có ảo giác không? Tôi đang bị ảo giác sao? Anh đang vậy đó vậy à? Đừng uống nữa mà. Bèn hàng tất cả các cửa sổ lại càng nhanh càng tốt. Cậu không phải nói là cậu không gặp ma sao? Nhưng nó không có đồng, có nghĩa là không có chứ, nhanh lên nào. Victor. Tôi sẽ trở thành ma cà rồng. Cơn bão sắp đến. Đến đây giúp dọn dẹp cây và hàng cửa sổ. Tôi không muốn làm ma cà rồng.
Cậu có nghe không hả? Đồ con heo, còn chừng chết gì ở đó đó. Có ai đó đang tìm tôi à? Messi, là ai vậy? Là anh à? Từ khi nào anh bị ma cà rồng cắn? Hiện giờ tôi đang bị nhiễm độc ma cà rồng. Tôi sắp biến thành ma cà rồng. Ma cà rồng hả? Ma cà rồng ở đâu? Trên hòn đảo này. Đào sâu nữa đi. Đào cái hố hình chữ nhật. Lần này thì anh có cảm giác gì tốt hơn? Tôi phải thể hiện sự hãi hùng của cá chết. Đào xong cái hố này. Cô nghĩ xem họ đang làm gì? Cảnh sát quy định. Anh có thấy là cô gái chơi anh ngày hôm qua không? Cô ấy có dáng đẹp. Ai trong số họ đều vậy mà. Anh công nhận là cô ta sao? Làm sao có thể gây sự như cảnh sát chứ? Có lẽ những cô có ngực to thì đáng sợ hơn. Để tôi nói chuyện với họ. Ôi, tôi muốn hỏi vài câu. Anh không phải là người nhát gan đó chứ? Anh bị hù dọa quá dễ dàng. Tôi chỉ giật mình thôi. Được thôi, anh muốn hỏi gì? Tôi muốn hỏi là cô có phải tất cả các cô đêm qua tham gia buổi tiệc tối qua không? Ăn mặc như ma cà rồng để hù dọa người ta. Cô có biết tấn công cảnh sát là tội phạm không? Chúng tôi đều sai cả. Không ai ra ngoài. Đừng có moi thông tin từ tôi chứ. Vậy tôi thật sự thấy ma cà rồng tối qua sao? Bây giờ thế kỷ 21 rồi, không còn ma cà rồng nữa đâu. Anh thật là rối. Nhưng mà hôm qua thật sự thấy rồi mà. Vậy sao làm sao anh vẫn còn đứng đây nói tôi chứ? Tôi không có ý dọa cô đâu. Nhưng mà tôi thật sự gặp nguy hiểm đó. Như một mà khi may mắn tôi có luyện được. Tôi đánh mạnh vào vùng ngực của nó. Giờ chắc nó đau lắm mà. Dân. Xong chưa? Tôi đi đây. Để sau nói chuyện tiếp nha. Nói chuyện với anh khá thú vị. Tôi nói thật mà. Tìm ai gì? Tôi đang tìm cô gái hôm qua. Là ai? Người có cặp mắt to và nhìn khá ngây thơ. Không có ý kiến, tôi chỉ nhớ là cái trò hôm qua thôi. Chuyện gì vậy? Đàn ông nào cũng nhìn bộ ngực phụ nữ. Đừng giả bộ nữa. Tốt. Được. Đẹp lắm. Tốt lắm. Khá lắm. Đúng đó. Những gì tôi cần thì... Anh làm ơn, ông chủ hỏi có thể để người mẫu nằm xuống hồ được không? Cô có biết là cô đang làm phiền tôi suy nghĩ không? Tôi không chụp nữa. Nghỉ ngơi chút đi. Đừng đến nhà mặt tôi. Đừng có sợ. Cậu sẽ đến đây để tìm cậu đó. Chi vậy? Messi à, cậu nhận ra tớ không? Cậu là bạn cùng lớp thời tiểu học. Tôi là Mandy. Người ngồi sau lưng của cậu. Cậu là Sentiment. Cậu nói sao cũng được. Cậu vẫn trông thấy ma hả? Cậu tới qua tôi thấy ở hành lang. Hắn ta là một con thây ma. Hắn nói hắn bị ma cà rồng bắn và hắn sẽ sớm biến thành ma cà rồng. Cậu không đùa chứ? Bây giờ cô giám cô tớ nói rằng tối qua anh ta đã thấy một nữ ma cà rồng. Vậy là có ba con ma cà rồng sao? Như gì thứ nên đến đây để tìm mộ của ông vua ma cà rồng. Sau đó chúng ta làm gì? Đừng có sợ hãi. Chị mình nói là đang ở đồn cảnh sát rồi. Ông ấy là người lớn tuổi nhất hòn đảo này. Ông ấy biết mọi thứ. Được rồi. Cậu cho tớ nếu như cậu biết gì nhé. Chờ tớ số điện thoại đi. Tớ sẽ gọi cho cậu. Mọi người, tớ giờ ăn rồi đây. Mà đà bà bữa tối đã sẵn sàng. Sao còn lời bắt ông ấy nữa vậy? Ông ta lại tiểu trước cửa đồn. Nên tôi đưa vào đây.
Tôi đã nói là chúng tôi đang trong giai đoạn khó khăn. Ông nên khôn ngoan chút đi. Có một cơn bão đang đến. Như thế tôi giờ đây để trú. Ngày mai sẽ đưa máy đến Hồng Kông. Làm gì vậy? Madame, toán sẽ cho máy nhận phúc lợi. Ông ta thậm chí có thể được cấp sổ và cả nhân viên xã hội chăm sóc máy. Đây là cách thích hợp nhất để giúp ông ta. Nghe được đi. Ông muốn ăn nữa không? Nhiều thế hệ gia đình tôi đã sống ở đây rồi. Tôi thà chết ở đây. Chị Phi à, gọi cho cơ quan có thẩm quyền sau cơn bão nhé. Dân, mời đọc. Anh tìm được gì chưa? Cô gái tới qua là bạn học cũ của tôi. Cô ấy có thể thấy ma và linh hồn. Cô ấy nói là con ma cà rồng đó như ma cà rồng sắp hồi sinh. Điều tôi đã lo lắng cả đời sắp thành hiện thực. Cụ tổ của đức vua. Sự việc xảy ra 60 năm về trước. Lúc ấy tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Một tháng sau khi cụ tổ của đức vua qua đời, con trai của mấy thừa kế mọi di sản trên hòn đảo này. Hắn dùng quyền lực để đẩy một gia đình vào đường cùng. Tất cả thành viên trong gia đình này đều tự sát, ngoại trừ của em vợ. Về đêm 14 tháng 7, người phụ nữ đó mặc bộ đồ đỏ, tự sát trước mộ của cụ tổ đức vua. Trước khi chết, cô ấy đã nguyền rủa ông ta. Và ông ta đã trở thành vua ma cà rồng. Ông ta thậm chí đã giết cả con trai và con dâu của mình. Chúng tôi đã rất may mắn vì có một vị sư phụ cao tay trên đảo. Ông ta đã yếm mồ vua ma cà rồng và đưa hắn trở về mồ của hắn và cấm không cho hắn ra ngoài lần nữa. Vì thế vua ma cà rồng vĩnh viễn ở trong ngôi mộ đó. Không ai trên đảo dám đến gần ngôi mộ đó. Bởi vì vị sư phụ đó đã nói rằng nếu ngôi mộ đó lá bùa sẽ mất hiệu lực và vua ma cà rồng sẽ ra ngoài, nhiều người sẽ bị cắn và chết. Có vẻ như ai đó đã phá lá bùa rồi. Giờ thì ma cà rồng đó sống lại. Trong khi cơn bão đang đổ bộ vào đây, những dấu hiệu về cơn bão số 8 sẽ được thông tin vào 6 giờ chiều. Sẽ có mưa lớn và dông. Tất cả chuyến tàu rời khỏi đảo đều bị quản lại. Mọi người nên ở trên, nên an toàn hơn. Bão sắp đổ bộ vào vua ma cà rồng sắp rời khỏi mộ, chúng ta phải tự vệ thôi. Đừng nản lòng chứ, hoặc thất vọng hả? Tối hơn hết là tôi nói với Madame. Quên chuyện đó đi, cậu nên nghĩ cách tự mình bảo vệ đi. Chưa à? Cậu đi đâu rồi? Chứ Chưa à? Con phải không? Chiêu. Có phải con không? Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là loại mới của cô ba. Có ngon không? Được đi. Thật ra thì anh cũng khá đẹp trai đi. Tôi không cần anh phải nói với tôi đâu. Anh... tóc của anh bốc mùi quá đi. Thật là kiến của tôi đầy dấu vân tay của anh. Anh kia là chuyện gì thế kia? Tôi có một cảm giác thật tuyệt. Cái gì? Ở đó đó. Đó là mộ tổ tiên tôi. Anh thích thì tôi cho anh biết. Thiên lôi, ông trời. Còn không cần mưa, chỉ cần gió thôi. Có sự chấn động không tốt ở đây. Cậu có thấy gì không? Nước này thì không, có lẽ chút nữa. Đừng có hùng binh mà. Cởi áo ra đi, đến đây làm việc nào. Tốt lắm, giữ thế nhé. Đẹp lắm. Được rồi, thêm tắm nữa. Tốt. Được rồi, tắm nữa. Cứ thế nhé.
喂，京少啊，你太公个祖坟啊，真系超级恐怖，斋望都有啲心寒啊，拍出嚟劲烟劲型劲有本啊！哇，系只脚高啲，擘开啲，耶！咁又唔系咁好，点会着到咁少布？佢哋冇拍我太公，都冇得拍。咩话？唔拍？我啱啱先捕捉到嗰种后现代死亡解构主义标，你唔俾我喺度拍，我唔捞啊！ai là chủ hả? Anh ấy là tôi. Tôi cần phải nhận chỉ thị từ anh chứ. Anh Kinh à, đừng có giận mà bình tĩnh đi. Đừng để tên sườn đó làm anh giận. Thật ra em có chuyện muốn nói với anh, chúng ta nên về biệt thự trước đi. Chỉ anh và em thôi. Em không sợ bị anh lợi dụng sao? Nhưng anh không phải loại người đó. Roman, 咩事？我觉得 Messi 的妆跟我不是很配。không phải chuyện của cô. Tấm của Vicky thì lạ quá. Hai người thật lạ, quá nản trí rồi. Tại sao người mẫu mới ngày nay lại léo láo vậy chứ? Họ không theo kịp trình độ của tôi. Các cô thôi đi có được không? Dạ trang điểm đi nào. Đi đi. Đi đi. Đừng có đứng đó nữa. Đi với tôi nào. Được thôi. Cô không sao chứ? Cô Jessie à? Cô cố tình làm thế hại cô ta nghe. Tôi không muốn thấy cô ta nữa. Cô nghĩ cô là ai chứ? Thôi nào bỏ đi. Cô mới là người sơn ban phải sa thải. Cô thậm chí còn không phải nữa của người Kim Chi à. Đến đi. Còn khốn, đến đi. Còn khốn, đủ rồi. Ngừng lên đi. Tiếng gì vậy? Thối quá. Ai xì hơi phải không? Chẳng có tư cách gì cả. Thối quá. Thôi đã đủ rồi. Giải tán. Cô Tô Sư à, tôi thấy ông Kim và Kim Chi đã bí mật bỏ về. Tại sao không nói đi đâu? Họ về sớm hả? Đi đâu vậy? Có thể họ đã trở về biệt thự. Còn cuốn Kim Chi này muốn cướp người đàn ông của ta hả? Về thôi. Anh biết em vá mà. Chào. Em làm anh sợ hả? Không. Không phải là em phải chụp ảnh đến đêm tối sao? Chắc là anh muốn thế. Tất nhiên là không rồi. Em không biết anh nhớ em thế nào đâu. Thật thế hả? Có lẽ tối nay em nên ngủ trong phòng của anh. Hôm nay anh mệt rồi. Ngày mai đi nhé. Anh mệt à? Anh nhức đầu bao tử hay là trong thời kỳ? Phải. Sao anh lại có kỳ quặc vậy được chứ? Anh giấu gái trong phòng phải không? Đừng có lừa em nữa. Anh không có. Anh sẽ ăn rất ăn đất với anh lừa em. Em không tin anh. Nếu con mang trong nhà vệ sinh, không nói dối. Không, tớ phải đào xác hắn lên để đem đốt. Tạm biệt, không đợi đâu. Nếu chúng ta để dưa macaron ra ngoài, hắn sẽ giết hết mọi người. Tại sao chúng ta phải ở đây chứ? Chúng ta phải tìm cái xẻng. Tại sao chúng ta không nhờ họ giúp đỡ? Còn là người duy nhất tin tớ. Chúng ta không có dụng cụ nào cả. Anh tôi sợ quá. Còn cậu làm gì ở đây vậy? Còn các anh làm sao? Chúng tôi định giết Dư Ma Cà Rồng. Các cậu nói với anh ta sao? Anh tin cô ấy à? Có một tù nhân chuyên viên ở sở cảnh sát. Gia đình chú ấy đã sống ở đây nhiều thế hệ. Chú ấy nói ông cố của đức vua đã biến thành Ma Cà Rồng, nhưng hắn đã bị phong ấn bởi một vị sư phụ cao tay. Tại sao các anh không đốt xác hắn đi? Hậu duệ của hắn sợ sẽ mang đến điều xui xẻo. Cô biết không? Pháp sư không đời nào chúng ta phải đốt xác hắn thôi. Tôi có mang xẻng thôi đây. Chúng ta có cả máu chó mực nữa. Nếu chuyện gì xảy ra thì máu chó mực đổ ra. Làm việc thôi. Đầu hắn lên.
Bây giờ có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng ngừng lại. Đào, đào đi. Tại sao cô lại ở đây? Cô chắc là không muốn tôi ở đây. Cô nói với tôi ở gần của Nhất Trinh mà. Cô là người muốn cướp anh ấy của tôi. Cô là đồ khốn ngu ngốc. Tôi sẽ để cho người ta cướp bất kỳ đàn ông của mình sao? Thôi nào. Cô không biết tôi là người. Cô làm tôi mắc nợ à? Nếu cô còn chọn cái áo này nữa, tôi chỉ không đụng vào cái áo thôi mà. Cô không ngại mặc đồ cũ của tôi sao? Cả hai thôi đi. Cả hai im lặng được không? Ngậm miệng lại. Tôi đã cởi áo ra và cô muốn gì? Cô thật chưa liêm sỉ rồi. Con khốn, tao sẽ đánh mày. Tao sợ mày sao? Muốn đánh nhau hả? Mình sẽ chết nếu càng họ. Những chàng trai như mình có cả đống bạn gái, các mối tình sẽ trở thành tiêu đề của báo chí và trở thành đề tài của thị trấn. Và cho mình mọi người nghe thấy gì không? Không, chẳng nghe gì cả. Tiếng như vậy giống như là tiếng chó sói hú. Thật à? Càng lúc càng gần. Đừng có hù tôi. Vậy có nhiều ma cà rồng hả? Máu chó mực. Được rồi, nhận lấy nè. Tao sẽ giết mày. Máu chết mực đâu hết rồi? Anh không có thùng khác hả? Không thành vấn đề, tôi sẽ quay về và giết một con chó khác. Chạy thôi, chạy. Cứu tôi với. Đừng đánh nhau nữa. Anh Kim đâu rồi? Anh ấy đi đâu vậy? Có lẽ chúng ta làm anh ấy sợ. Anh ấy... Cô sợ cái gì? Có lẽ anh ấy theo con gà khác rồi. Một phụ nữ nữa để đuổi anh ta sao? Đi tìm anh ấy thôi. Để xem anh ấy đang giỡn trò ở với ai đi. Được rồi. Nhưng để tôi mặc đồ đã. Chúng ta đang ở đây làm gì? Tôi sợ quá đi. Quay lại biệt thự đi. Không, nó sẽ đưa ma về biệt thự đó. Và mọi người sẽ chết. Men à, gọi chú Phi, mau lên nào. Đàn bảo nên sống yếu quá, không còn được. Tôi nghĩ lá bùa này sẽ cứu chúng ta. Lấy bùa gì vậy? Tôi không biết nữa. Mẹ tớ mua nó cho tớ ở Thái Lan. Thái Lan à, làm sao một lá bùa có thể cứu được chứ? Nó chỉ có thể cứu cậu thôi. Còn bọn này thì sao? Tôi có kiến này. Tôi sẽ nhân bản nó ra, hy vọng nó sẽ có hiệu quả. Anh biết cách nhân bản sao? Có lẽ tôi có thể. A Di Đà Phật. Ma cà rồng đi rồi. Cẩn thận đừng để cho ma cà rồng cắn đầu cô. Bên là Diêu, bọn anh trở thành ma cà rồng rồi. Để tôi. Có hiệu quả rồi, mẹ sư đang bị lá bùa làm quá sợ. Cẩn thận. Xích chút nữa là cắn rô rồi. Mẹ là sử dụng cái tập đi. Cái này không linh nghiệm rồi. Ở đây này, tôi không chịu được nữa. Tôi không thể. Ở đâu? Bên kia. Ba. Ba. Thật may là có bà đến kịp. Bà thật tuyệt. Bà dễ như trở bàn tay.
Đó chỉ là tạm thời thôi, chúng ta vẫn chưa thể loại bỏ ma cà rồng. Tại sao bà biết chúng cháu đang gặp nguy hiểm? Cô đang nói chuyện với ai vậy? Chúng ta có quan hệ máu mủ. Bà biết khi nào cháu gặp nguy hiểm mà. Nhưng bà không thể giúp cháu được đâu. Chuyện gì vậy? Không có gì cả. Người đưa tin từ thế giới bên kia nói bà sắp phải đi đầu thai. Bà sắp đi rồi. Bà ơi, nhưng bà đã tìm được người khác giúp cháu. Victor, Messi, nói cho Messi. Cô sẽ dần dần biến thành ma cà rồng. Một vài ma cà rồng có thể nhớ ký ức của con người, nhưng tất cả ma cà rồng đều phải hút máu để sống. Họ có thể đánh hơi thấy thở và máu con người. Khi cô gặp ma cà rồng, cô đứng thở và bọn chúng sẽ đi thôi. Làm sao có thể giết được ma cà rồng chết chứ? Những lấy mùa thường và máu chó mực chỉ có thể làm ma cà rồng yếu đi. Thêm giây lát thì nhưng có thể nào giết được đâu. Có hai cách để giết ma cà rồng: đốt chúng thành tro, hoặc đâm một thanh kiếm gỗ qua tim chúng. Tôi hiểu rồi. Đến lúc bà phải đi rồi. Hãy bảo trọng. Tạm biệt bà. Tạm biệt bà. Giờ thì sao? Đi hết rồi hả? Nhanh lên đi, chúng ta không thể nào để chúng chạy thoát khắp nơi được. Chúng ta phải làm gì đây? Trở về đường tìm Madame Sư và chú Phi. Đi thôi. Madame, chú Bin là chết tiệt. Có lẽ chú ấy bị ma cà rồng cắn rồi. Chú Bin, đó là lỗi của cháu. Chú Bin à, ma cà rồng sống lại. Đừng động đậy. Tôi không phải là ma cà rồng đâu. Đừng có bắn tôi chứ. Đừng ngủ ở đây nếu chú chưa chết. Tại sao miệng chú lại có máu chứ? Đó không phải là máu. Chú Phi đã đãi tôi khoai tây chiên với lại cà rốt. Madame, nhiều người gọi tôi đến nói là ma cà rồng. Họ ra ngoài kiểm tra rồi. Chúng ta phải cứu họ càng sớm càng tốt. Đợi đã, chúng ta phải lấy vài dụng cụ trước đã. Dụng cụ gì? Gậy, dây thừng. Lấy chúng đi nào, nhanh lên. Tôi sợ quá. Chúng ta nên làm gì đây? Madame, mà chúng ta không thể trốn tránh. Chúng ta gọi SEO để kiểm tra xem có phải ma cà rồng không. Nhìn vết thương này xem. Tôi có thể nói là nạn nhân giống như bị một con thú cắn chết. Madame, cô đã tận mắt thấy nạn nhân. Nhưng cô vẫn không tin sự tồn tại này sao? Cô có cần cái xác đứng dậy biến thành ma cà rồng và cắn cô không? Tôi chỉ tin vào sự thật thôi. Nói anh ta đứng dậy đi thì tôi sẽ tin chứ. Mọi người đứng yên. Tôi nghi ngờ mọi người có liên quan đến vụ án mạng. Chuyện gì vậy? Tôi chẳng làm gì cả. Cô nói nạn nhân bị thú cắn. Giờ cô lại nói là nghi ngờ có án mạng xảy ra. Tôi không thể loại trừ khả năng nào cho tới khi bắt được tên sát nhân. Không mời được ra khỏi đi. Tại sao vậy? Cái gì vậy? Chúng ta nên làm gì đây chứ Phi à? Kiếm dây và trói hết lại. Tại sao phải trói chúng tôi? Bây giờ tôi làm gì đây? Di thường ở đâu ra chứ? Đi tìm dây đi. Dân thư bà đăng. Chúng ta không làm gì cả. Sao trói chúng tôi chứ? Im lặng đi. Các người làm gì vậy? Các người làm gì thế? Tôi bảo các người dừng lại. Đừng gây sự với tôi. Không, tôi bảo các người bây giờ. Đứng im đó. Đứng im. Đứng im, đừng cứ động chứ. Giờ tin tôi chưa? Tại sao không chết vậy? Hắn đã chết rồi, hắn không thể nào. Chạy đi nào. Không phải anh ghét bóng nhất sao? Tại sao lại theo tôi? Không.
Son lại theo tôi vậy? Em là Jessie. Anh không muốn bắt em đồng ý mà. Chỉ cần anh không cắn em sẽ đồng ý. Em rất đẹp. Anh biết mà. Đừng cắn em. Chúng tôi giữ hắn rồi, Jessie, trái đi. Patty, Patty. Chúng tôi yêu cô. Jessie và chúng tôi đều yêu cô. Cảm ơn, tôi sẽ nhớ các cậu mãi mãi. Missy, Bibi, Ben, Pin. Hôm thứ nhất mang vào đồng bằng súng. Còn xuống nước thì sao? Đây không phải là xuống nước thường. Đây là súng bắn dầu quả. Đốt đi. Tôi mừng vì mọi người đến đúng lúc. Tôi bị ma cà rồng đó. Hồ phát khiếp rồi, đó không phải là duy nhất. Rất nhiều người trên đảo đã biến thành ma cà rồng. Làm sao chúng ta đốt hết đây? Chúng ta có thể dùng gỗ dày kiếm lửa để đốt ma cà rồng. Nhưng có rất nhiều ma cà rồng ngoài đó, chúng ta không thể nào đốt hết được. Thật ra chúng ta có thể giết từng người một. Nhưng ma cà rồng không dễ đối phó được đâu. Hắn đã biến thành ma cà rồng nhiều năm, tôi không thể biết được hắn mạnh cỡ nào. Cô là chuyên gia mà, hãy dẫn đầu đi. Được rồi. Nancy, Ben, chúng ta sẽ đi giết ma cà rồng chứ. Chú Phi à, chú đưa họ về ma cà rồng đi. Hay đấy, ma cà rồng sợ ánh sáng. Chỉ còn 2-3 tiếng nữa là trời sáng rồi. Nếu chúng ta sống sót thì vài giờ nữa chúng ta có thể. Nhưng mà nhớ rằng ma cà rồng không thấy đường. Chúng biết ta ở đâu chứ. Vài giờ hơi thở nữa. Hãy đến thở khi thấy chúng. Và chúng sẽ không biết ta đang ở đâu. Anh phải đến thở. Cái gì? Chị chúng ra tìm đi. Vâng. Đi nào, theo tôi. Chúng ta làm gì đây? Gọi Estelle. Xin lỗi nhé. Alo. 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 Điện thoại hư rồi. Chuyện di động gọi đi. 999. Tôi xin điện thoại cô còn hoạt động được không? Tôi hết pin rồi. Chẳng phải cô có rất nhiều điện thoại sao? Tôi để chúng ở biệt thự rồi.
Tôi sợ quá. Chết tiệt, thậm chí khi cúp điện, điện sáng lại chỉ trong thời gian ngắn thôi. Chúng ta làm sao đây? Bây giờ tôi sẽ đi tìm đèn tất cả đây nha. Nhớ về sớm. Chúng ta làm sao đi? Chúng ta phải làm gì nếu như có mặt hồng vào đây? Chúng ta sẽ chết à? Chết thì tốt hơn, biến thành mặt rồng nữa. Có thể tôi sẽ chết nên tôi muốn nói sự thật này. Tôi biết tôi đối xử tệ với các cô. Tôi xin lỗi. Quên chuyện của quá khứ đi. Nếu chúng ta sống sót, tôi sẽ mua cho các cô cái túi LV để bồi thường. Hàng chót biên tập thì tôi muốn một cái đẹp thật. Tìm thấy rồi. Tại sao mình lại sợ nhìn thấy mình vậy? Mình từng nghĩ mình đẹp trai mà. Đừng ngốc nữa. Patty. 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 Tôi xin lỗi. Hòn Patty. Anh đã có vẻ như là nhận ra giọng cô. Patty. Vào đi. Đừng sợ, không sao đâu. Tôi hy vọng chúng ta có thể làm được. Chắc chắn rồi. Nhóm lửa đi. Chuyện gì vậy, Maxi? Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi cảm thấy không đúng. Đừng lo lắng, trừ khi bất thình lình có một cơn mưa lớn và cơn mưa dập tắt ngọn lửa. Nếu không, mọi việc sẽ ổn. Sam có thể thử trực tiếp vậy chứ? Nhìn đã xong là mưa rồi. Sao tôi biết được chuyện gì xảy ra? Tôi từng có rất nhiều bạn gái rất dễ thương và tôi muốn có một ông bố giàu có. Không có gì thành hiện thực cả. Thôi cái trò tầm phào này đi. Dân thương bên đằng. Nhóm nữa đi. Dưới mặt cà rồng sẽ trồi lên từ màu của hắn. Chạy đi. Dưới mặt cà rồng hồi xuống. Chạy đi, chạy đi. Messi. Hắn cào tôi rồi. Không sao đâu. Đừng qua đi. Cứu tôi với. Madame, để tôi giúp. Chạy đi. Đừng sợ. Hãy trở lại đồ cơ sát đi. Đi thôi. Cái gì vậy?
Chân tôi bị trật rồi, để tôi bọng cô. Tôi đang làm thí nghiệm để xem Macaron có thể nghe được hoặc thấy gì không. Nhà chúng nhận ra biết vị trí con người qua hơi thở ra sao, nhưng bằng cách nào? Nếu chúng ta nín thở, Macaron sẽ mất phương hướng và không biết vị trí của ta. Khi chúng ta hết hơi, chúng ta có thể thở vào ống dẫn ra cửa sổ. Vậy đây là thiên thần hộ bệnh. Thiên thần hộ bệnh của ta, nó sẽ hữu dụng. Thở ra ngoài. Nó còn tuyệt sao? Chứ bây giờ cho tôi thử với. Được thôi, lại đi. Tuyệt lắm. Đến đây chơi giúp đi. Phải, rất tuyệt. Nó thật hiệu quả. Đến đây, đến đi. Thử đi. Nín thở nào. Nó thở đi. Chuyện gì vậy? Chứ bây giờ, mẹ bị thương do ba cà rồng gây ra. Chúng ta nên làm gì? Đều quẩy vào trong. Đừng giành quá, chúng ta phải chậm thôi. Anh ta bị nghiêm trọng đi. Tôi còn muốn thành ba cà rồng. Chứ vì, chứ phải cứu men đi. Đừng, đừng bị thương mà, không sao. Nhưng... bỏ gạo dính vào hết vết thương của cậu ấy đi, cậu ta sẽ chết nếu quá trễ đó. Cái gì? Gạo dính hả? Nó có công hiệu không? Người ta nói rằng đắp gạo dính lên vết thương có thể ngăn độc của ma cà rồng. Nhưng cậu ấy bị như ma cà rồng cào nên tôi không biết liệu có công hiệu không. Cố lên. Men à, cố lên đi. Cố lên. Có thể cậu ấy bị vết độc dính vào ma cà rồng rồi, chúng ta phải nhanh lên, không thì trễ đó. Dù sao đi nữa thì chúng ta phải cứu men thôi. Tôi biết. Chúng ta có thể tìm gạo đâu? Cậu này chăm sóc cho men đi. Bây giờ chúng ta vào làng tìm gạo. Có rất nhiều ma cà rồng ngoài đó, chúng ta sẽ chết. Vậy để tôi đi cho. Mặc dù tôi rất sợ. Vậy để tôi đi. Đợi đã, tôi cũng đi. Khi tôi còn ở quanh chay này, tôi đã trải qua nhiều nguy hiểm và sống sót. Chứ phải đi thôi. Hành động. Đi thôi. Phải, đi thôi. Madam, tôi không biết liệu tôi có sống để trở về không. Cô có thể hứa với tôi hai điều không? Nói đi. Đầu tiên, tôi chưa bao giờ thấy cô cười. Cô có thể cười với tôi được không? Không đời nào. Trong tôi rất khủng khiếp khi cười. Tôi không để ý đâu. Trong cô cười rất đẹp. Thứ hai, nếu tôi còn sống trở về, cô hẹn hò với tôi nhé. Tất nhiên. Tại sao lại hôn cô ấy khi cô không biết cô ấy còn sống trở về không? Thêm lần nữa. Hãy tiếp tục khi anh trở về. Có còn hơn không? Chứ Phi à, tôi không thấy ma cà rồng. Nhưng tôi có cảm giác là không tốt. Tại sao?
đám ma, thằng đồng đó sẽ không đột nhiên biến mất đâu. Tìm gạo dính thôi, phải đúng đi. Chứ bây giờ tôi tìm thấy rồi. Gạo dính với thịt. Gạo dính này không được, chúng ta cần phải chưa nấu kìa. Tôi sẽ đi xem Messi và Ben thế nào rồi. Hay để cho họ một mình đi. Tại sao cậu lại ngốc vậy? Tại sao không để như mà cà rồng cắn tớ? Tại sao cậu lại hy sinh gì tớ? Tớ không thể để người tớ yêu bị đau. Đây không phải là lúc nói chuyện đó. Nếu tớ không nói bây giờ, tớ sợ tớ sẽ không còn cơ hội nói nữa. Sau khi tớ biến thành macaron, cậu phải cứu lên. Chứ phải giờ cái đời sẽ đem gạo dính về cứu cậu. Trễ quá rồi. Không phải cậu nói là cậu yêu tớ sao? Tại sao cậu không nói sớm hơn? Lúc đó có rất nhiều bạn đeo học. Bạn học đeo đuổi cậu. Làm sao tớ dám? Nếu chúng ta có thể vượt qua, tớ sẽ hẹn hò với cậu. Tớ thích lắm, nhưng tớ sắp thành ba cà rồng rồi. Messi à, tớ không muốn biến thành ba cà rồng. Trong trường hợp xấu nhất, hãy bắn về đầu tớ. Cậu phải bắn tớ. Tớ không muốn bắn và không muốn cắn cậu đâu. Tớ không chết đâu. Để tớ giữ súng vậy. Tớ sẽ rót cho cậu ít nước. Mở cửa đi, má đám. Giết giấy mặt rồng đang đến. Má đám, má đám, cố lên. Mọi việc sẽ ổn thôi. Mọi việc sẽ ổn. Bà Đam, bà Đam, bác cà rồng nín thở đi. Susie, Ben đâu? Cậu có thấy Ben không? Susie, Ben, mở cửa đi. Mở cửa đi, ma cà rồng đang đến đi. Mở cửa ra, ma cà rồng đang đến. Mở cửa đi. Chạy đi, chạy đi. Điện thoại sao kìa? Nhầm số. Ai gọi vậy? Hắn hỏi chúng ta có gọi thức ăn không? Thật khó khăn để liên lạc với ai đó.
Giờ có người gọi, tại sao cô không nghe? Chừng nào hắn gọi lại, tôi quên rồi. Tôi không quan tâm anh là ai. Đội cảnh sát về đấy họ, đưa đội cứu hộ đến đây. Ở đảo Rồng Phương Đông, không thì sẽ có người chết. Hình như hắn biết cô. Bảy có giống cô không? Đây là cụ tổ tôi, và cái bên là vợ cô mấy. Cậu muốn tiêu diệt với mặt cà rồng hả? Nhưng mà cậu cũng sẽ chết. Tớ không muốn làm ma cà rồng. Cái gì? Tránh ra. Không được. Nhanh lên, chạy đi. Nhanh lên. Mày, tớ xin lỗi.